Thưa quý vị, tội phạm cướp giật tài sản đã và đang gây ra nỗi ám ảnh cho người dân. Trong những vụ việc này, nạn nhân không chỉ mất tài sản mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn tính mạng. Đơn cử như ngày 30 tháng 11, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Nguyễn Phương Hoàng, 25 tuổi để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, chiều ngày 29 tháng 11, Hoàng điều khiển xe máy rảo quanh các tuyến đường tại thành phố Dĩ An tìm kiếm con mồi để cướp giật tài sản. Khi đi đến đoạn đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An thì thấy một phụ nữ đi cùng chiều phía trước có đeo giỏ sách. Hoàng đã áp sát rồi giật giỏ sách của người này, nhưng do giỏ sách được đeo ngang người nên giật bất thành. Tuy nhiên, do bị giật mạnh, nạn nhân cùng chiếc xe máy đã bị ngã nhào xuống đường và bị thương nhẹ. Ngay sau đó, kẻ cướp đã phóng xe bỏ chạy. Toàn bộ hành vi của kẻ này đã được camera an ninh ghi lại.